hôm nay, chúng ta cùng nhau review dòng MotoGP của Suzuki. Ở phân khúc 2 thì 500cc và những năm 80 của thế kỷ trước. Phiên bản này đã được tinh giảm nhẹ hơn 15kg so với các bản dây sinh của Suzuki ở các mùa giải trước. Nó cũng có công suất lên đến 130 PS. Nhờ sở hữu sức mạnh khủng khiếp cộng thêm trọng lượng nhỏ gọn, Yamaha đã trở thành tuyệt phẩm của giới xe buýt. Những lợi thế này chỉ bị phá vỡ vào năm 84, khi các hãng xe Nhật đồng loạt cải tổ và phát triển để đẩy mức giới hạn của động cơ lên một tầm cao mới, là 180 PS. Có thể cảm nhận được những ký ức bắt đầu ùa về một cách rõ nét trên khuôn mặt của đội ngũ kỹ sư Suzuki. Mặc dù thời gian đã thay đổi mọi thứ, nhưng có những khái niệm trường tồn vĩnh cửu, đó được gọi là ký ức. Hãy cùng nhau chạm tay vào những ký ức. Đây chính là cỗ máy Mamola của họ ngày nào. Cỗ máy đã mang các thành viên của Suzuki lại thật gần với nhau. Có những khoảnh khắc cả tập thể cùng hòa thành một để đạt được những vinh quang mãi lưu truyền trong sử sách. Đã từng giúp giờ Yamaha tỏa sáng vào mùa giải năm nào được tháo xuống, lớp sơn đã cũng mờ dần theo thời gian. Cũng như chính cái cách mà thời gian đã lấy đi thanh xuân của những con người đã tạo ra siêu phẩm này. Ông Takayuki Suzuki, kỹ sư phụ trách của team chia sẻ, ông đã có một chút lo lắng rằng mình sẽ không thể lắp ráp lại các chi tiết một cách hoàn hảo nếu tách rời chúng ra. Nhưng rồi mọi thứ sẽ trở lại, dựa trên những tâm huyết, sự nỗ lực mà họ đã từng gửi vào cỗ máy này gần 40 năm trước. Về phần mình, cụ ông Chiaki Hijata chia sẻ, công việc của ông cơ bản là thợ máy chính, phát triển xoay quanh các thế hệ động cơ 4 thì cho Suzuki vào thập niên 80 của thế kỷ trước, chẳng hạn như GSX-R750 hoặc GSX-R1100cc mẫu ngàn bốt này cũng được hồi sinh vào năm 2019 với cái tên là Katana. Tuy nhiên, do duyên số, ông lại có cơ hội tham gia vào hàng loạt dự án phát triển động cơ 2 kỳ cho tập đoàn Suzuki. Đặc biệt là mẫu xe 2 kỳ bản thương mại sản xuất hàng loạt, mang tên R400 và 500cc R-Tali Nippon. Isuro Shida chia sẻ về lý do tại sao ngày đó team của ông quyết tâm làm ra khối động cơ này cho tay đua Yandy Mamola. Chính là muốn trang bị cho Mamola một khối động cơ mạnh mẽ, để có thể cạnh tranh công bằng và giành lại chiến thắng từ đua Kenny Roberts, người vô địch các mùa giải của WGP giai đoạn 1978-1980. Chính chiếc xe này đã giúp Suzuki khẳng định vị thế của mình với ba nhà sản xuất khác của Nhật, lần lượt là Yamaha, Honda và Kawasaki. Yamaha sở hữu khối động cơ đầy uy lực và nó đã thống trị mùa giải GP thế giới năm 81 với 8 chiến thắng sau 11 vòng đấu. Ngày nay, sau 38 năm ngủ đông, người khổng lồ mang tên Yamaha lại được đánh thức một lần nữa bởi chính những con người đã tạo ra nó. Ở mùa giải năm 81, chiếc giày Yamaha mang trên mình con số 3. Nó tượng trưng cho 3 năm làm việc của Yandy Mamola tại Suzuki từ năm 1979 đến 1983. Còn ký tự Gamma là chữ cái trong tiếng Hy Lạp mang ý nghĩa cho vinh quang. Tiêu chí quan trọng của dự án chính là làm cho chiếc xe phải thật nhẹ và gọn gàng nhất có thể. Team của ông đã dành hầu như tất cả tâm huyết để ăn ngủ và sống cùng với các ý tưởng thiết kế của dự án Gamma. Ông Tadao Machu, kỹ sư công nghệ cho biết, nhớ lại cảm giác của ông vào giữa mùa giải năm 81, đó là một hình ảnh thú vị chẳng thể nào quên được. Ông cùng mọi người đứng trên đỉnh cao của thành công, tất cả những gì ông nhớ được là hương vị của chiến thắng và sự thán phục của các đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Mặc dù là đối thủ của nhau trên đường đua, nhưng họ luôn dành cho nhau sự tôn trọng. Đó mới là khí chất của những samurai. Các cựu kỹ sư của đội đua Suzuki cũng không thể ngờ rằng, sau chừng ấy năm họ lại có dịp cùng nhau hợp lại vì một sứ mệnh cao cả. Đó là hồi sinh lại giờ Yamaha. Đây chính là con quái vật thống trị mùa giải năm 81. Nhớt vẫn sạch như lúc tôi đổ vào cỗ máy này lần cuối cách đây vài chục năm. Công nghệ nhớt của Nhật cách đây 40 năm thật đỉnh phải không các bạn? Sau 6 tháng miệt mài với các phương án, cuối cùng bản thiết đã được ra đời và ngay lập tức họ bắt tay vào công việc chế tạo để Suzuki sẵn sàng cho mùa giải năm 1981.
Ở phần mình, ông Michizu Okamoto, thợ máy chính của team cho hay, chiếc xe duy nhất khiến ông cảm thấy nó có thể đoạt chức vô địch ngay cả khi nó chỉ mới hình thành trên các bản vẽ kỹ thuật, chính là chiếc Zerzi Gamma trong clip này đây. Đúng như dự đoán, mùa giải năm đó, Zerzi Gamma đã tỏa sáng cho cả giới xe buýt thấy được bản lĩnh to lớn của mình, khi giúp cả ba tay đua của Suzuki giành được các thứ hạng cao nhất của mùa giải 1981. Chúng ta bắt đầu cảm nhận được sự kỳ diệu đang lan tỏa tại đây. Hoài niệm đẹp đẽ dần sống lại khi mọi người bắt đầu chạm vào Gamma. Từng con ốc, từng chi tiết đã từng sống cùng thanh xuân của họ ngày đó. Ngay cả Yamaha cũng phải ngậm ngùi thốt lên rằng, Zerzi Gamma quá mạnh so với phần còn lại. Chúng tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian và chất xám của các anh tài để tìm ra phương án chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo. Vòng đua thứ hai của mùa giải được tổ chức tại Solberg, team Suzuki về nhất, nhì và cả ba. Đây được xem như món quà quý giá mà chiếc Gamma tri ân cho đội ngũ kỹ sư đã làm ra nó. Với chiến thắng quá thuyết phục kể trên đã khiến ông cùng với các thành viên khác tin rằng họ đã thành công với đứa con tinh thần này ngay khi mùa giải chỉ mới diễn ra hai vòng đấu. Khi bạn được làm đúng công việc mà bạn đam mê và bạn thật giỏi về công việc đó thì tôi tin rằng các bạn sẽ thành công. Độ cân bằng của trục quỷ rất là quan trọng. Ở Việt Nam chúng ta thường gọi là cây gen. Đối với các bản thương mại thì mức độ sai số cho phép trên đồng hồ khi cân gen chỉ 1 đến 2 vạch là chấp nhận được. Nhưng ở phiên bản dư sinh thì nó lại nằm ở một tiêu chuẩn khắc nghiệt gấp 10 lần như thế. Sau khi kiểm tra kỹ càng bằng đồng hồ Dormitutto Zou, tỷ lệ cân bằng vẫn còn nằm trong tiêu chuẩn do chính họ đặt ra cách đây 40 năm. Ở Mepiton, phần mà chúng ta đang nhìn thấy, chu kỳ nổ với tỷ số nén cao, đã gây ra một chút hao tổn ở bề mặt. Một lần nữa, chúng ta có thể thấy tỷ lệ cân bằng hoàn hảo của cốt số, kim đo trên đồng hồ, dường như vẫn không chịu xê dịch. Heo số được giảm trọng lượng bằng các lỗ khoan trên thân. Tuy nhiên tất cả các thiết kế đã được tính toán theo một hệ số an toàn nhất định. Tóm lại mọi chi tiết trên chiếc xe này vốn dĩ đã được tính toán rất tỉ mỉ, mọi mũi khoan, mọi con ốc đều có một trách nhiệm riêng, chúng gắn kết để tạo nên chuỗi hoạt động tương trợ cộng sinh. Sẽ không có chỗ cho sự dư thừa hoặc thiếu sót. Khi nhìn vào heo số, chúng ta có thể bắt chước tạo ra những mũi khoan để giảm trọng lượng chi tiết máy. Nhưng lỗ khoan rộng bao nhiêu và sâu bao nhiêu mm thì tôi tin chắc rằng cả bạn và tôi, chúng ta sẽ làm dựa trên yếu tố cảm tính là nhiều. Thời điểm đó, tem Suzuki thiết kế đường gió sống, đi trực tiếp vào họng xăng không qua bất kỳ lưới lọc nào. Nên việc hao mòn là điều không thể tránh khỏi. Trước mắt mọi người, đây là sự ăn mòn tích tụ trên bề mặt nhôm trong nhiều năm. Nó gần như đã hư hại rất nhiều. Mục tiêu của chúng tôi là việc làm thế nào để chiếc xe giảm đi được 20 kg. Việc đầu tiên cần làm đó là thiết kế lại tất cả các bu lông, ốc vít và chắc rằng chúng đều phải làm bằng chất liệu nhẹ nhất, được gọi là titan. Để giảm được 20 kg, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì sự phát triển của ngành khoa học vật liệu thời điểm đó không được như bây giờ. Hãy nhìn xem, thật, hệ thống làm mát bằng nước đã bị oxy hóa bề mặt hoàn toàn. Những câu hỏi như rằng, nó sẽ chạy lại được không, chúng ta có thể khôi phục lại nó không, liên tiếp hiện lên trong đầu mọi thành viên của nhóm. Vì nỗi lo lớn nhất của mọi người lúc này là sự ăn mòn, do tình trạng oxy hóa gây ra trong một thời gian rất dài. Hầu hết bề mặt Magie đã bị bao phủ bởi lớp bọt biển. Chúng ta có thể hiểu lớp bọt khô cứng này do phản ứng oxy hóa tích tụ trên bề mặt tạo thành.
Những khó khăn về việc xử lý hư hại bề mặt vật liệu, ông bạn già Takazuki quyết định nhường cho ông Chiaki Hijata của chúng ta đây. Đúng là tình anh em cây khế phải không các bạn?